Các bạn hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc máy vắt cam của hãng Casio CP330 Pro, tức là phiên bản nâng cấp của CP300. Và đây là máy dành cho thị trường châu Âu. Điều đặc biệt của cái máy này là khi mà vắt cam ấy, chúng ta sẽ không bị mỏi tay vì nó có cần để ấn cái múi cam xuống. Và chúng ta có thể vắt được nhiều loại quả có múi như là chanh, cam và có khi cả bưởi nữa. Cứ vừa cái đầu vắt kia là ok. Đây là các cái loại quả chúng ta vắt được này. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Chúng ta sẽ mở hộp để tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Đi kèm thì có sách hướng dẫn. Cái này bằng tiếng Đức. Trong này thì chỉ có chiếc máy vắt cam thôi. CP330 Pro. Thân máy được bọc inox. Cái phần vòi ra cũng là inox. Hình tròn. Và đây là cái cần để các bạn ấn cam. Phía dưới này chúng ta sẽ xem công suất của máy, đó là 160W. Bốn chân máy là cái hút để các bạn đặt xuống sàn ấy thì nó không bị trượt, xô lệch, dễ thao tác vận hành hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện để dùng thử. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần kết cấu phía trên. Đây là cái múi để vắt cam này. Nó có thể vắt được các loại từ to đến nhỏ, do là cái thiết kế nó dạng thon dần, to dần phía dưới và thon dần phía trên. Bằng inox nên là rất là bền. Cái cơ cấu chuyển động sẽ làm múi này quay và ép vắt cam, vắt bưởi. Bạn đặt đây và nước cam sẽ chảy xuống cái hộp chứa nước ở dưới. Đây là phần hộp chứa nước này. Nước cam sẽ chảy xuống cái hộp trong suốt này. Mặc định thì nó sẽ đóng. Và khi mà bạn muốn đổ nước ra thì bạn ấn xuống thì nước cam sẽ chảy ra. Như vậy mà chúng ta sẽ không cần phải đặt cốc ở dưới. Cứ đóng vào sau đó để cốc vào sau cũng được. Cái này các bạn có thể tháo hết ra để đi rửa cũng được. Và khi vắt cam các bạn sẽ ấn cái cần này xuống thì động cơ sẽ quay và cam được vắt. Đây các bạn ấn chặt xuống. Múi cam và hạt cam sẽ được chặn lại nhờ cái khe bằng inox ở trên này. Nên là chúng ta sẽ có nước ở dưới thôi. Đây tôi sẽ tháo hẳn ra để các bạn nhìn rõ hơn. Đây tháo múi này. Và các bạn sẽ tháo được cái phần chắn múi, chắn tép đấy. Còn đây là phần chứa nước cam. Rửa rất là dễ. Sau đó lắp trở lại và sử dụng tiếp tục. Thì theo đánh giá của khá nhiều người dùng thì máy vắt cam này rất là hiệu quả và khiến cái việc vắt cam trở nên thú vị hơn và đỡ ngại. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái máy vắt cam Casio CP330 Pro, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.